Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Thời Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Trước mắt quý vị anh chị là một cái băng cối Akai GX646 anh chị nhé. Sản xuất những năm 1981. Như hiện trạng của cái này thì còn hoạt động và bảo hành 6 tháng tại Nhật anh chị ạ. Thì đây nó có một cái băng, có một bên cửa băng. Cái này nó chỉ có cái xương thôi, không có dây anh chị nhé. Tiếp đây là một cái Philips, đầu CD của Philips, cực kỳ cao cấp đúng không ạ? Còn bảo hành 6 tháng này. Mark Intop C40 này. Luckman. Ở đây có một cái loa này em thấy nó khá là độc lạ, cho nên em quay cẩn thận cho anh chị xem một chút. Đấy, đây là nhìn theo cái góc ngang của nó. Những cái bát loa thì nó thiết kế được nồi ra, nhìn nó rất lạ đúng không ạ? Cái này là hàng của Mỹ anh chị nhé. 1, 2, 3, 4. Cái ở giữa cái chắc là cái chép hay là cái gì đó đúng không ạ? Đây, của Mỹ anh chị nhé. Bảo hành 3 tháng tại Nhật. Dòng loa hiếm gặp đúng không ạ? Lần đầu tiên em gặp. Đây là loa có thương hiệu chứ không phải là loa chế cháo gì anh chị nhé. Rất đẹp. Loa của Mỹ, độc lạ đúng không ạ? Có thể là nhiều anh chị biết nhưng mà em thì lần đầu tiên em gặp. Đây, USA. Nhìn nó rất là hay, có cả chân luôn. Đấy. Tiếp đây là một cái loa Sansui. Cái dòng loa Sansui này thì giá trị của nó rất là cao. Cửa hàng này họ bán ra khá là rẻ so với các chỗ khác. SPLEAB LEA8T anh chị nhé. Cái này nó đắt ở cái bát loa anh chị ạ. Cái LE8T nó đắt ở cái đấy. Đây là SP50 này. Cũng là Sansui. Đấy. Cái này thì giá không quá là cao. Chủ yếu là cái phí vận chuyển về Việt Nam. Cái khối lượng của cái thùng gỗ này nó khá là nặng. Đây là cái tuyến loa. Cái này thì mở ra dễ dàng được. Cái này là nhuốm màu thời gian rồi đây. Gần loa, bát loa, cái này kiểu như là mốc mốc anh chị nhé. Mốc mốc rồi, không bị thủng gì cả. Nhưng mà nó cổ quá rồi anh chị ạ. Cái dầu để dưỡng cái gần loa này ấy, thì sau một thời gian nếu mà chúng ta để lâu thì nó sẽ bị mốc thôi. SP150. Còn bảo hành 3 tháng tại Nhật. Tiếp theo đây là một cái loa Antech. Antech Lensing. Cái này giá khá là rẻ tại Nhật. Em thấy là như thế. Đấy. Hàng của Mỹ anh chị nhá, 605BL. Em thấy cái tuyến loa khá là đẹp, bởi vì trước khi em quay lên video thì em đã kiểm tra khá là kỹ rồi. Bây giờ em sẽ mở ra em quay cho anh chị kỹ hơn để cho anh chị nhìn cùng với em. Đây ạ. Nó có hai lỗ thông hơi. Một cái loa full đúng không ạ? Đây. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Theo thời gian nhưng mà cái này phải nói là cái người chủ họ sử dụng họ bảo vệ rất là cẩn thận. Dầu dưỡng đầy đủ và cái bát loa thì không bị rách hay là thủng lỗ gì cả. Đấy, rất ok đấy. Đây là một cái loa Antech giá hợp lý anh chị nhé. Antech Lensing. Cái này khối lượng chắc là cao, tương đối cao. Thùng nó to như thế cơ mà. Mark Intop. Cái Mark Intop này giá gốc là khoảng 200 đấy anh chị ạ. Cái này là MC152. Và bây giờ họ bán ra vào đâu đó khoảng 90, gần 90 triệu, chưa đến 90 triệu anh chị nhé. MC152. Khá là nhiều anh chị hỏi em những cái dòng cao cấp giống như thế này. Mark Intop. Còn đây là một cái 607. Cái 607 này thì là màu vàng chanh và hai cái hồi gỗ màu đỏ, đỏ gỗ. Đấy. Cái 607 này là cái rất là đẹp, nó khác với cả cái 607 màu đen anh chị ạ. 607 màu đen thì sẽ rẻ hơn. Yamaha GT750. Cái này không có kim anh chị nhé. Hình thức ngoại quan rất là đẹp, còn bảo hành 6 tháng tại Nhật. Giá vào đâu đó khoảng 10-11 triệu. Yamaha GT750.
Bắt đầu từ dòng GT750 này trở lên thì Yamaha được rất là nhiều người thích, từ GT750, GT2000 vân vân. Đây. Nói chung đây là những cái mâm than rất là đẹp. Cái meca đậy này còn vô cùng mới luôn. Mặc dù họ sản xuất rất là lâu rồi. Sao nó mới thế chứ này. DP790 này. Đây, như cái này em kéo ra cho anh chị xem. Có kim này. Đó, DP37F bảo hành 6 tháng. Đấy, nhìn sáng bóng luôn anh chị ạ. Đây là trên này, lắp trên nhìn từ trên xuống này. Đấy, còn đẹp không ạ? Có kim anh chị nhé. Có kim. Micro DD8 bảo hành 6 tháng, sản xuất những năm 1977. Tích lít 1200 mk, đúng không ạ? Hai cái tích lít, hai cái này thì cùng mã, một cái thì nhìn long lanh hơn một chút, không đáng kể đâu anh chị ạ. Còn đầu chất lượng là giống nhau. Đấy, 57L, một cái dãy toàn là mâm than thôi. À đây, em thấy có cái này. Đây là một cặp loa sản xuất tại Mỹ. À, cái này là loa rời. Loa rời. Đây ạ. Rất là ok, cái còn nguyên cả hộp mà. Tannoy MX1, Mercury MX1 giá rẻ. À, đây là một cục trầm Dilaquest công suất 300W. Trầm anh chị nhé. Một cặp loa Bose 363. À, cái cặp này thì cái chỗ bọc meca này nó bị bong mất rồi. Anh chị mà mua thì lột cả hai bên cho nó cân, đúng không ạ? Giá khá là rẻ. Đi biển thì hợp lý. Cặp loa đó Beta 57 này, rẻ đúng không ạ? SM58LCE bảo hành 1 năm, còn nguyên hộp. Đây là một cái ken khá là đẹp, xinh xinh nhỏ nhỏ. Nhìn rất là hay. Các anh đội nhạc để thích mấy cái món này. Pao này PC2002M. Cái này có hai đồng hồ vu. Nó rất là nặng anh chị nhé. Pao. Có hai cái pao luôn anh chị ạ. Cái ken này thì hình thức còn rất là đẹp. Bảo hành 6 tháng tại Nhật. À, cái giá họ bán ra tương đối rẻ. Lý do là không có cái hộp đựng cái ken đó. Nếu mà có hộp thì giá nó sẽ tăng gấp đôi anh chị nhé. Ít nhất là gấp đôi. Còn đây là một cái kèn nhỏ này. Giá gốc thì khoảng 14-15 triệu. Và bây giờ họ bán ra vào đâu đó khoảng 2 triệu thôi. Đấy, anh chị thấy không? Đồ cũ nó được một cái lợi thế là nó rẻ hơn rất rất nhiều so với cái giá nhà sản xuất đưa ra. Rẻ rất nhiều luôn. Đấy, cái này cũng rẻ này. Cái này là cũng là hàng của Yamaha luôn. Một bộ đầy đủ còn hoạt động bình thường. Đây, Yamaha Japan. Mấy cái kèn này em không biết là đội nhạc nào chơi cái kèn này thì em không rõ. Đây, là một cái GT750. Cái này cũng không có kim than. À, đây là hai cái cửa hàng khác nhau em ghép vào trong cái video này anh chị nhé. Đấy, cho nên là giá cùng cái GT750 nhưng mỗi một cửa hàng họ định giá lại khác nhau này. Hình thức là giống nhau. Cho nên là anh chị có thể chọn, tùy anh chị chọn cái nào cũng được. Anh chị nào mà mua trước thì được cái rẻ hơn. Anh chị nào mà mua sau thì khả năng là vào một cái đắt hơn một chút đấy. Có hai cái trong video này đúng không ạ? Fortech 166NV. Giá cũng rất rẻ. À, đây là một loạt những cái ấm uống nước, uống chè đúng không ạ? Những cái bộ rất là đẹp này. Đây, bộ này hoa văn mà không đẹp à? Đúng không ạ? Cái hoa văn này nhìn rất là đẹp luôn. Nó không sặc sỡ, vừa vừa đúng không ạ? Chầm chầm. Đây cũng vậy, em thấy cũng rất là đẹp này. Vừa phải. Kiểu như là men men nước cổ ấy. Nhìn nó rất là dễ chịu. Bộ này thì cũng được này.
giá cũng không quá là cao. Cái đĩa ở dưới là của cửa hàng anh chị nhé. Nếu mà anh chị mua thì cái đĩa chúng ta phải trả lại cho cửa hàng. Một cái bộ này để thắp hương này. Những cái này là sản phẩm này là chưa qua sử dụng anh chị nhé. Ấm chén này, đó là chưa qua sử dụng. Còn lọ hoa thì có cái dùng rồi, có cái chưa. Nhưng mà ấm chén bát đũa này kia là hàng chưa qua sử dụng. Đây lọ hoa còn nguyên hộp này anh chị. Hoa gì đó rất là to. Đây những cái lọ hoa màu rất là đẹp. Một cái tủ hoàn những cái đèn măng sông của Coleman USA. Em chỉ quay của USA thôi anh chị nhé. Của Đức hoặc là của USA. Một trong hai cái nước đó. Đây là của Thụy Sĩ nữa này. Của Thụy Sĩ thì còn nguyên cả hộp luôn. Nhưng mà giá thì tương đối là cao. Bởi cái này như thân nó làm bằng inox thì phải. Nhìn nó sáng, không qua sơn, không cần sơn luôn. Của Thụy Sĩ. Giá tại Nhật đó khoảng 6 triệu 8 gì đó. Về thì sẽ cao hơn một chút. Wow. Đây. Hoa văn rất là đẹp. Cái này là hoa gì nhỉ? Hoa ly. Đúng rồi. 100% là hoa ly rồi. Bộ ấm chén này rất là đẹp này. Đây là tay của bố em. Gia đình em đang ở chơi ở bên Nhật. Em đi đâu em cũng đưa bố em theo. Ông rất là thích những cái đồ này. Đây, cái này đẹp không ạ? Cái này là hàng sẵn ở anh chị ạ. Nhìn rất là đẹp. Đây. Có một cái ấm này. Họ lại bán lẻ, không bán cả một bộ. Ví dụ anh chị mua một cái ấm này họ cũng bán. Đấy, và một cái chén kèm theo đĩa này họ cũng bán. Mỗi cái một giá khác nhau. Nhưng mà về cơ bản cái này xuất xứ của nó là một bộ. Bây giờ là có 3 cái chén và một cái ấm anh chị nhá. Nếu mà anh chị mua đầy đủ thì sẽ là như thế. Còn đây là một cái lọ hoa khá là cao. Cái này chiều cao em nghĩ nó phải tầm khoảng 50 mất. 50 có khi hơn một chút đấy. Cái hoa gì đó rất là to. Em thấy cũng rất là đẹp. Một cái đồng hồ để bàn. Cái này là bằng hai cái hồi thì bằng đá này. Còn đâu cái thân cũng bằng nhôm anh chị nhá. Bằng nhôm khá là sáng bóng. Máy này là máy pin của Seiko Nhật Bản. Đây phía sau cái lắp cũng bằng nhôm. Khá là nặng, nặng cân. Tiếp đây là một cái đồng hồ Uply sản xuất ở Đức. Cái này thì em tin chắc là anh chị rất là thích. Nguyên nhân là bởi vì là cái hoa văn của cái đồng hồ này nó quá đẹp luôn. Đây em quay gần cho anh chị xem. Made in Germany này. Cái hoa văn cực đẹp anh chị ạ. Và họ có mạ bằng cái lớp này. Em không biết có phải vàng không. Nhưng mà dù nó có là vàng đi chăng nữa, nó cũng không đắt đâu. Nếu mà họ mạ vàng thật, nó cũng bình thường thôi. Một lớp rất là mỏng thì nó hết sức là bình thường, không đắt một chút nào. Một cái đồng hồ rất đẹp đúng không ạ? Đây là một cái đồng hồ của Thụy Sĩ. Cái này cực đẹp luôn. Thụy Sĩ. Một đôi giày quá đẹp. Nhìn đẹp thật đấy. Cái này là của Hermès anh chị nhé. Giày của Hermès. Ảnh hình của đôi giày này em đều chụp ở trên Facebook và Zalo. Cái này họ ghi là cỡ 41 anh chị ạ. Cỡ 41. Cỡ 41 thì nhiều anh chị ở Việt Nam đi được. Đây cũng là một đôi giày của Hermès này. Đấy. Em sẽ quay kỹ một chút bởi vì họ để bên ngoài thì em cầm lên em quay khá là dễ thôi. Cái đôi này theo em quan sát thì còn rất là ok này. Của Hermès. Da rất là mềm mại. Hermès Paris. Đây ạ. Đấy, cái đế nó như thế này. Nói chung là còn ok anh chị nhé. Không quá là xấu, không quá là mòn gì cả. Tuyệt vời đúng không ạ? Một cái xe máy làm bằng những chất liệu bằng kiểu như bằng gỗ này, bằng mây tre này kia.
bằng cành cây các kiểu, nhìn nó cũng khá là lạ. Đấy, khoảng 40cm gì đó. Bây giờ em sẽ quay đến xe đạp anh chị nhé. Xe đạp thì cửa hàng này rất là nhiều xe đạp, đủ các kiểu xe đạp luôn. Đây là một cái xe cũng rất là đẹp này. Đấy, nhìn nó sáng bóng luôn, phanh đĩa. Xe này là xe gấp được anh chị ạ. Phanh đĩa đằng trước đằng sau đầy đủ. Giá tại Nhật đây ạ. Quá ok luôn cái xe này. Em tin chắc là anh chị sẽ rất là thích đây. Renault, một thương hiệu của Canada. Gấp ở cái đoạn này này. Gấp cái xe này vào xong là cho vào túi này. Xong là chúng ta để vào cốp xe đi du lịch. Rất là hay. Một cái xe đẹp anh chị nhá. Một quả cầu. Quả cầu này là sản xuất ở Mỹ này. Cái những kiểu như thế này em mua khá là nhiều rồi. Nhìn phát là biết ngay. Hàng của Mỹ. Đấy, cái chân khá là cao. Quả này em gửi về chắc là cái phí cồng kềnh là cũng tương đối đây. Hàng của Mỹ. Cái này họ ghi là đường kính là 12 inch. USA. Đấy. Tiếp lại một cái xe nữa. Thiết kế của cái xe này là hai khung song song. À, nhìn rất là lạ. Giá khá là cao đây. Của Daihong. Daihong là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ đúng không ạ? Carbon, càng carbon anh chị nhé. Còn cái khung là bằng nhôm. Trong video này sẽ có một cái xe sản xuất tại Italia. Cái khung tại Italia anh chị nhé. Còn những cái bộ phận khác có thể là tại Nhật. Rồi là lốp thì có thể tại Đài Loan vân vân. Nhưng mà quan trọng là cái khung họ sản xuất tại Italia. Rất tuyệt vời. Đây cũng là một cái xe rất đẹp này. Cái này em đã từng bán một cái màu vàng. À, và cái này thì nó kiểu inox. Còn rất là đẹp. BD1. Giá cũng tương đối đấy anh chị ạ. Đây. Khoảng 58.000 bao nhiêu đây. 190 yên. Đó. Đây là một cái xe tại Italia đây. Em vừa nói với anh chị. Càng thẳng. Ở đây họ rất là nhiều xe. Cái xe này còn rất là đẹp. Tương đối đẹp so với lại những cái dòng cổ như thế này. Italia này. Đấy, họ ghi như thế này. Tức là cái khung sản xuất ở Italia. Hàng của Italia thì thôi tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái lốp này là của Đài Loan anh chị nhé. Hai cái lốp của Đài Loan. Đây là có những cái khay đựng bình nước đi kèm rồi. Một cái khay là họ mua thêm. Còn một cái khay là có sẵn. Khá là đẹp. Cái xe này em cũng chụp ảnh em đăng ở trên Facebook và Zalo anh chị nhé. Nếu mà anh chị muốn xem kỹ hơn thì có thể ghé vào đó để xem. Như giá tại Nhật của cái xe này. Đây ạ. 55.000 yên. Size lốp là 700. Đây. Techo. Càng thẳng. Nhìn khá là ok đúng không ạ? Em đánh giá cái xe này còn khá là được. Khoảng 80-90%, 80% gì đó. Nói chung như thế là ok rồi. Giá cũng không quá là cao đâu anh chị ạ. Đấy. Anh chị muốn xem thêm ảnh thì chúng ta ghé vào trang Facebook hoặc Zalo giúp cho em nhé. Trang Facebook của em là hanghetgiangia.com. Em là Cảnh. Nhiều anh chị mới xem thì chưa biết. Đây. Một cái xe. Cái này có phanh đĩa luôn. Cả đằng trước đằng sau. Màu đen. Màu đen thì nhiều anh chị ở Việt Nam chúng ta không thích lắm. Anh chị ở Việt Nam thường là thích cái màu nó pha pha màu vào. Màu xanh này kia đúng không ạ? Xanh trắng vàng. Nhưng mà đen, đen gọi là đen thùi lụi như thế này thì anh chị có vẻ không thích. Cho nên em cũng quay lướt lướt như thế này thôi. Nếu mà anh chị nào muốn xem kỹ hơn thì em sẽ quay lại cho anh chị sau.
Đây, những cái này cũng khá là lạ này. 38.000 yên thôi. Nó chưa tới 8 triệu, hơn 7 triệu thôi. Rất rẻ. Cũng phanh đĩa đầy đủ. Đây là một cặp đèn bão sản xuất ở Đức. Chưa qua sử dụng anh chị nhá. Một cặp luôn, đây. Made in Germany này. Hàng của Đức. Mới 100%. Một cái màu đen và một cái màu nhôm, màu xám, màu thép đúng không ạ? Rồi, rất là đẹp. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Những cái sản phẩm này nếu mà anh chị nào mua ấy, thì anh chị chụp lại màn hình. Sau đó anh chị gửi vào hai số Zalo và trang Facebook. Đấy, em sẽ báo giá cụ thể cho anh chị. Trên video thì em chỉ nói được một phần nào thôi, bởi vì liên quan đến phí vận chuyển này kia, khối lượng sản phẩm thì em chưa xác định được. Đây, Made in USA. Cho nên là nếu mà anh chị quan tâm thì hãy nhắn tin gọi điện cho em nhé. Em cảm ơn mọi người.